Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Ezra. Sách Ezra, chương 1, câu 1 đến câu 11. Năm thứ nhất thời vua Kirô trị vì nước Ba Tư, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a được hoàn toàn ứng nghiệm, Đức Chúa tác động trên tâm trí Kirô vua Ba Tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: Kirô vua Ba Tư phán thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chính Người đã trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho Người một ngôi nhà ở Jerusalem tại Juda. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân Người thì xin Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy lên Jerusalem tại Juda và xây nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Chính Người là Thiên Chúa ngự tại Jerusalem, và mọi người còn lại ở bất cứ nơi nào họ đang trú ngụ phải được dân địa phương cấp cho bạc, vàng, của cải và thú vật, cũng như lễ vật tự nguyện để dâng cúng cho nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Những người đứng đầu các gia tộc của Juda và Benjamin, các tư tế và các thầy Lê Vi, tất cả những người được Thiên Chúa tác động trên tâm trí, trỗi dậy để đi lên xây nhà Đức Chúa ở Jerusalem. Mọi người hàng xóm láng giềng đều mạnh tay giúp họ, bạc vàng của cải thú vật, những đồ vật có giá, không kể mọi lễ vật tự nguyện. Vua Kirô cho người đem ra ngoài những đồ vật thuộc nhà Đức Chúa mà vua Nabucodonosor đã cho người đem ra khỏi Jerusalem và đặt trong thần miếu của nhà vua. Kirô vua Ba Tư đã nhờ viên thủ quỹ Mithridat đem những đồ vật ấy ra ngoài. Viên thủ quỹ kiểm kê và giao cho ông Sết-bát-sa là thủ lãnh xứ Juda. Đây là số các đồ vật: 30 chén vàng, 1.000 chén bạc, 29 con dao, 30 tô vàng, 410 tô bạc loại thường, 1.000 đồ vật khác. Tổng số các đồ vật bằng vàng và bằng bạc là 5.400. Ông Sết-bát-sa mang theo tất cả các đồ vật đó khi ông đưa những người lưu đày từ Babylon lên Jerusalem. Sách Ezra chương 2, câu 1 đến câu 70. Đây là những người trong miền đã từ chốn lưu đày hồi hương. Họ là những người mà Nabucodonosor, vua Babylon, đã bắt đi đày sang Babylon. Họ trở về Jerusalem và Juda, ai về thành nấy. Họ về cùng với các ông Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Re-Elazar, Mordechai, Binsan, Mitpa, Bigvai, Rechum, Baana. Đây là số những người thuộc dân Israel, con cái ông Pakot, 2.172, con cái ông Sơ-phát-gia, 372, con cái ông Arad, 775, con cái ông Pa-khát-mô-áp, tức là con cái ông Jeshua và ông Joab, 2.812, con cái ông Elam, 1.254, con cái ông Zattu, 945, con cái ông Zakkai, 760, con cái ông Bani, 642, con cái ông Bevai, 623, con cái ông Adgat, 1.222, con cái ông Adonikam, 666, con cái ông Bigvai, 2.056, con cái ông Adin, 454, con cái ông Ate, tức là con cái ông Zerkhitkiza, 98, con cái ông Besai, 323, con cái ông Zora, 112, con cái ông Khasum, 223, con cái ông Vipba, 95, con cái ông Belem, 123, người Nơ-tô-pha, 56, người Anathoth, 128,
con cái ông Atmavet 42, con cái ông Kiazat Arim, ông Kerphira và ông Beerot 743, con cái ông Rama và ông Geva 621, người Mikmat 122, người Bethen và người Ai 223, con cái ông Nervo 52, con cái ông Macbeth 156, con cái ông Elam khác 1254, con cái ông Kharim 320, con cái các ông Lot, Khadik và Ono 725, con cái ông Jericho 345, con cái ông Sernaa 3630. Các tư tế, con cái ông Zedaja thuộc nhà ông Jeshua 973, con cái ông Ime 1052, con cái ông Pashua 1247, con cái ông Kharim 1017, các thầy Levi, con cái các ông Jeshua và các Mien, tức là con cái ông Hodabja 74, các ca viên, con cái ông Asaf 128, con cái những người giữ cửa, con cái ông Salum, con cái ông Ate, con cái ông Tanmon, con cái ông Akkub, con cái ông Khatita, con cái ông Sovai, tất cả là 139. Những người phục vụ đền thờ, con cái Sikha, con cái Khasufa, con cái Tatbaot, con cái Kerot, con cái Sia, con cái Padon, con cái Levana, con cái Khagava, con cái Akkub, con cái Khagab, con cái Sanmai, con cái Khanan, con cái Gidden, con cái Gakha, con cái Raza, con cái Rsin, con cái Nekoda, con cái Gatzam, con cái Utza, con cái Paseat, con cái Besai, con cái Adna, con cái người Meunim, con cái người Nefusim, con cái Bakbuk, con cái Khakupha, con cái Khakhua, con cái Batlut, con cái Mekhida, con cái Khaksa, con cái Bakkot, con cái Sidra, con cái Temak, con cái Keret, Hasevazim, con cái Ami. Tổng số những người phục vụ đền thờ và con cái những người nô lệ của vua Salomon là 392. Con cái những người trở về từ Ten Melat, Ten Khaksa, Kerub, Adan, Ime. Họ không thể dựa vào gia tộc và dòng giống của họ để cho biết có thuộc về Israel hay không. Con cái Đơ La Gia, con cái Tô Vi Gia, con cái Nơ Cô Đa, 652. Trong số con cái các tư tế có con cái ông Kho Va Gia, con cái ông Hắc Cốt, con cái ông Bác Di Lai, là người đã lấy một trong các con gái ông Bác Di Lai, người Galaad, nên đã mang tên ông ấy. Những người này đã tìm kiếm tên của họ trong cuốn Gia Phả, nhưng không thấy nên đã bị loại ra khỏi hàng tư tế vì bị coi là ô uế. Quan tổng đốc cấm họ không được ăn của thánh cho đến khi có một tư tế đứng lên xem thẻ xăm Urim và Tumim. Toàn thể cộng đồng là 42.360 người, không kể tôi trai tớ gái của họ lên tới 7.337 người. Họ cũng có 200 nam nữ ca viên, họ có 736 con ngựa, 215 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Khi về đến nhà Đức Chúa ở Jerusalem, một số người đứng đầu các gia tộc
dâng cúng những lễ vật tự nguyện cho nhà Thiên Chúa để tái thiết nhà đó ở chỗ cũ. Theo khả năng, họ đã dâng vào quỹ dùng cho công trình đó 61.000 quan tiền, 2.500 ký bạc và 100 bộ phẩm phục tư tế. Các tư tế, các thầy Lê Vi và một phần dân chúng ở tại Jerusalem, còn các ca viên, những người giữ cửa, những người phục vụ đền thờ thì ở trong các thành của họ. Mọi người Israel khác cũng ở trong các thành của họ. Sách Ezra chương 3 câu 1 đến câu 13. Đến tháng thứ 7, lúc con cái Israel đang ở trong thành của họ, thì dân họp nhau tại Jerusalem muôn người như một. Ông Yeshua con ông Josadak cùng với các tư tế anh em của ông, và ông Jerubbaven con ông Sangtien cùng với anh em của ông đứng ra xây bàn thờ Thiên Chúa Israel, để dâng trên đó các lễ toàn thiêu như đã chép trong luật của ông Môsê, người của Thiên Chúa. Họ dựng lại bàn thờ vào đúng vị trí vì họ sợ các dân trong xứ. Trên đó họ dâng lên Đức Chúa lễ toàn thiêu ban sáng và ban chiều. Như lời đã chép, họ cử hành lễ lều, dâng lễ toàn thiêu ngày này qua ngày khác theo số đã quy định cho mỗi ngày. Sau đó họ dâng lễ toàn thiêu thường tiến, lễ toàn thiêu vào các ngày sóc và mọi đại lễ kính Đức Chúa và lễ toàn thiêu của tất cả những người dâng cúng Đức Chúa lễ vật tự nguyện. Từ mùng 1 tháng 7, họ bắt đầu dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa, mặc dầu chưa đặt nền móng cho đền thờ của Đức Chúa. Họ cấp bạc cho thợ đá, thợ mộc, cấp thức ăn, thức uống và dầu cho người Sidon và Tia, để họ chở gỗ bá hương từ Liban qua đường biển về Gia-phô theo phép Kiro vua Ba Tư đã ban. Vào năm thứ hai, sau khi họ về đến nhà Thiên Chúa ở Jerusalem, trong tháng thứ hai, ông Jerubbaven con ông Santien và ông Jesua con ông Josadak cùng với các anh em còn lại, các tư tế, các thầy Lê Vi và tất cả những người lưu đày trở về Jerusalem, khởi công và giao phó cho các thầy Lê Vi từ 20 tuổi trở lên điều khiển công việc xây nhà Đức Chúa. Ông Giê-xu-a với con cái và anh em ông Cát-mi-ên và con cái ông Hô-đáp-gia, con cái ông Khê-na-đát, con cái và anh em của họ, các thầy Lê-vi cùng nhau điều khiển thợ làm việc tại nhà Thiên Chúa. Khi thợ xây nhà đặt nền móng đền thờ của Đức Chúa, thì các tư tế y phục chỉnh tề, tay cầm kèn và các thầy Lê Vi, con cái ông A-sáp, tay cầm chúng chòe, đứng ở đó mà ca tụng Đức Chúa, theo như vua David, vua Israel đã quy định. Họ luân phiên sướng đáp mà ca tụng và cảm tạ Đức Chúa. Vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương đối với Israel. Toàn dân lớn tiếng reo hò ca tụng Đức Chúa, vì bấy giờ nhà Đức Chúa đã có nền móng. Nhiều tư tế và thầy Lê Vi, nhiều người đứng đầu gia tộc nay lớn tuổi, là những người đã thấy nhà Thiên Chúa trước kia, khóc to tiếng khi thấy người ta đặt nền móng nhà mới này trước mắt họ. Nhưng cũng có nhiều người khác cất tiếng reo hò vui sướng. Không ai có thể phân biệt được tiếng reo hò vui sướng với tiếng khóc của dân, vì dân lớn tiếng reo hò và tiếng họ vọng đi xa. Sách Ezra chương 4 câu 1 đến câu 24. Khi nghe tin là các người lưu đày trở về đang xây một đền thờ kính Đức Chúa Thiên Chúa của Israel, thì những kẻ thù của Juda và Benjamin đến gặp ông Jerubbaven và những người đứng đầu các gia tộc mà nói: Chúng tôi muốn được cùng xây với các ông, bởi cũng như các ông, chúng tôi tìm kiếm Thiên Chúa của các ông và dâng lễ tế kính người,
từ ngày Ê-sa-khát-đôn vua Át-su đem chúng tôi lên đây. Ông Giơ-rúp-ba-ven, ông Giê-su-a và những người khác là những người đứng đầu các gia tộc Israel bảo họ: việc xây nhà cho Thiên Chúa chúng tôi không phải là việc chung của các ông và chúng tôi, vì chỉ có chúng tôi sẽ xây cho Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, theo lệnh vua Kiro, vua Ba Tư đã ban cho chúng tôi. Khi đó dân trong xứ bắt đầu làm cho dân Juda bủn rủn tay chân và sợ hãi để họ không xây cất nữa. Chúng mua chuộc các cố vấn để làm hỏng ý định của dân Juda trong suốt thời vua Kiro, vua Ba Tư, mãi cho đến triều vua Dario, vua Ba Tư. Dưới triều vua Xerxes, vào thời đầu triều đó, chúng viết một bản cáo tội dân cư Juda và Jerusalem. Vào thời vua Artaxata, Bitlam, Mitredat, Tap-en và các bạn đồng liêu khác đã viết cho vua Artaxata, vua Ba Tư. Bản văn ấy được viết bằng tiếng Aram và được phiên dịch. Nguyên văn tiếng Aram, Rơ-khum thủ hiến và Sim-sai thư ký gửi lên vua Artaxata một bức thư tố cáo Jerusalem với những lời lẽ như sau: Rơ-khum thủ hiến, Sim-sai thư ký và các bạn đồng liêu khác, các thẩm phán và Khâm-sai, những người Tác-pơ-lai, Erech, Bibilon và Susan, nghĩa là những người Ê-lam, và các dân tộc khác mà vua Át-nát-pa vĩ đại và lừng danh đã bắt đi đày và cho định cư tại các thành của Samari và các miền khác thuộc vùng bên kia sông Euphrat đồng tấu. Đây là bản sao bức thư họ gửi. Tâu vua Át-tát-sát-ta, bầy tôi của đức vua, những người ở vùng bên kia sông Euphrat xin thưa. Và bây giờ xin trình để đức vua tường, từ nơi đức vua, người Do Thái đã lên chỗ chúng tôi tại Jerusalem và đang tái thiết cái thành phản loạn và xấu xa ấy. Chúng dựng lại tường thành và đặt lại nền móng. Vậy xin trình để đức vua tường, nếu thành ấy được tái thiết, tường thành được dựng lại, thì chúng sẽ không nộp cống vật, thuế má, thuế thông quá. Và như vậy, cuối cùng nhà vua sẽ phải thiệt thòi. Vậy, vì được hưởng lộc của triều đình, chúng tôi thấy không được phép ngồi nhìn đức vua bị nhục mạ, cho nên chúng tôi để lên đức vua bản tường trình này, để người ta tra cứu sách sử biên niên của tổ tiên đức vua. Trong sách sử biên niên đó, đức vua sẽ tìm ra và nhận thấy rằng thành ấy là một thành phản loạn, làm thiệt hại cho nhà vua và các tỉnh. Ở đó, từ thời xa xưa, chúng đã làm loạn, vì thế thành ấy đã bị tàn phá. Chúng tôi xin trình để đức vua tường, nếu thành ấy được tái thiết và tường thành được dựng lại, thì điều đó sẽ làm cho đức vua chẳng còn phần đất nào nữa trong vùng bên kia sông Euphrat. Vua gửi thư trả lời, gửi lời vấn an quan thủ hiến Rơ-khum, thư ký Sim-sai và các đồng liêu cư ngụ ở Samari và ở các nơi khác trong vùng bên kia sông Euphrat. Vậy bây giờ, bức thư mà các ngươi đệ lên ta đã được dịch và đọc trước mặt ta. Theo lệnh ta, người ta đã tra cứu và tìm ra rằng, từ thời xa xưa, thành ấy đã từng nổi dậy chống các vua, và những cuộc phản loạn, những cuộc nổi dậy đã từng diễn ra ở đó. Ở Jerusalem đã có những vua hùng mạnh làm bá chủ khắp vùng bên kia sông Euphrat. Người ta đã nộp cho họ cống vật, thuế má, thuế thông quá. Vì thế các ngươi hãy ra lệnh cấm chúng không được tái thiết thành ấy cho đến khi có lệnh ta ban. Các ngươi hãy coi chừng chớ trễ nải công việc này, kẻo gây nhiều thiệt hại cho nhà vua. Như thế, sau khi bản sao sắc chỉ của vua Artaxata được đọc trước mặt quan thủ hiến Rơ-khum, viên thư ký Sim-sai và các đồng liêu, thì những người này vội vàng đi Jerusalem gặp người Do Thái và dùng võ lực mà ngăn
cạnh họ. Khi đó công việc xây nhà Thiên Chúa ở Jerusalem phải ngưng lại, và ngưng lại mãi cho đến năm thứ hai triều vua Dario, vua Ba Tư. Sách Ezra chương 5 câu 1 đến câu 17. Ngôn sứ Khác-gai và ngôn sứ Gia-ca-ri-a con ông Ít-đô phát ngôn về người Do Thái ở Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem, nhân danh Thiên Chúa của Ít-ra-en là đấng ngự trên họ. Bấy giờ ông Giơ-rúp-ba-ven con ông San-ti-ên và ông Giê-su-a con ông Giô-sa-đắc đứng ra khởi sự xây nhà Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem, và có các ngôn sứ của Thiên Chúa trợ giúp các ông. Vào chính thời ấy, ông Tát-nai trưởng vùng bên kia sông Eu-phơ-rát, ông Sơ-tha-bốt-nai và các đồng liêu đến gặp họ và nói với họ như sau: ai cho phép các ông tái thiết nhà này, tu bổ ngôi nhà gỗ này? Bấy giờ những người ấy còn hỏi họ: tên của những người xây ngôi nhà này là gì? Nhưng Thiên Chúa của người Do Thái để mắt nhìn đến các kỳ mục của họ, nên người ta đã không đình chỉ công việc của họ cho đến khi một bản báo cáo được đệ lên vua Dario, và sau đó có sắc chỉ phúc đáp về vụ này. Đây là bản sao bức thư của ông Tát-nai trưởng vùng bên kia sông Eu-phơ-rát, ông Sơ-tha-bốt-nai và các bạn đồng liêu, các khâm sai vùng bên kia sông Eu-phơ-rát đã để lên vua Dario. Họ đã để lên vua một bản tường trình viết như sau: tâu vua Dario, kính chúc đức vua vạn an, xin trình để đức vua tường: chúng tôi đã đi tới tỉnh Giu-đa, tới nhà của Thiên Chúa cao cả. Nhà đó được xây bằng đá đẽo, có xà gỗ gác vào tường. Công trình ấy được thực hiện cách chu đáo và tiến triển tốt đẹp nhờ tay họ. Bấy giờ chúng tôi đã hỏi các kỳ mục đó. Chúng tôi đã nói với họ thế này: ai cho phép các ông tái thiết nhà này, tu bổ nhà gỗ này? Chúng tôi cũng hỏi tên của họ để đức vua tường, và đã ghi tên những người làm đầu họ. Đây là câu họ trả lời chúng tôi: chúng tôi là những tôi trung của Thiên Chúa, Chúa Trời Đất. Chúng tôi tái thiết ngôi nhà đã được xây dựng xưa kia, cách đây lâu lắm rồi, một đại vương của Israel đã xây lên và đã hoàn thành. Nhưng vì cha ông chúng tôi làm cho Thiên Chúa, Chúa các tầng trời phải nổi cơn thịnh nộ, nên người đã trao họ vào tay vua Nabucodonosor, người Can-đê, vua Babylon. Vua đã phá hủy nhà này và đẩy dân sang Babylon. Tuy thế, năm thứ nhất đời vua Kiro, vua Babylon, vua Kiro ra lệnh tái thiết nhà này của Thiên Chúa. Và hơn nữa, vua Kiro lấy ra khỏi đền thờ Babylon những đồ vàng, đồ bạc thuộc nhà Thiên Chúa mà vua Nabucodonosor đã lấy ra khỏi đền thờ Jerusalem và đưa về đền thờ Babylon. Rồi vua Kiro trao những đồ vật ấy cho một người tên là Sết-bát-sa mà vua đã đặt làm tổng trấn. Vua nói với ông hãy lấy những đồ vật ấy mang đi và đặt lại ở đền thờ Jerusalem. Nhà Thiên Chúa phải được tái thiết ở chỗ cũ. Bấy giờ ông Sết-bát-sa đến đặt nền nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Từ đó đến nay, nhà ấy vẫn được tái thiết nhưng chưa hoàn thành. Vậy bây giờ nếu đức vua đồng ý, xin đức vua cho người tìm kiếm trong kho tàng của đức vua ở bên đó tại Babylon, để xem vua Kiro có thực sự ban lệnh tái thiết nhà Thiên Chúa ở Jerusalem hay không. Xin đức vua gửi cho chúng tôi quyết định của ngài về vấn đề này. Sách Ezra chương 6 câu 1 đến câu 22. Bấy giờ vua Dario ra lệnh cho tìm kiếm trong kho tàng nơi trữ các văn thư ở Babylon. Người ta đã tìm thấy ở Ác-mơ-tha, thành trì nằm trong tỉnh Medi, một quận gia, trên đó có viết bản ghi nhớ. Năm thứ nhất đời vua Kiro ra lệnh:
về vấn đề nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Nhà sẽ được tái thiết làm nơi dâng các nghi lễ và nền móng cũ sẽ được duy trì. Chiều cao của nhà sẽ là 30 thước, chiều rộng 30 thước. Sẽ có 3 lớp đá đẽo và 1 lớp gỗ. Nhà vua sẽ lấy quỹ của triều đình đài thọ các chi phí. Hơn nữa, những đồ vàng đồ bạc thuộc nhà Thiên Chúa mà vua Nabucodonosor đã lấy ra khỏi đền thờ Jerusalem và đưa về Babylon sẽ được trả lại, để các đồ vật ấy trở về chỗ cũ trong đền thờ Jerusalem và được đặt trong nhà Thiên Chúa. Vậy bây giờ Tát-nai, trưởng vùng bên kia sông Euphrat, Sơ-tha-bốt-nai và các đồng liêu, các khâm sai vùng bên kia sông Euphrat, các ngươi hãy rời xa nơi đó, hãy để cho tổng trấn của người Do Thái và các kỳ mục Do Thái lo việc xây cất nhà Thiên Chúa. Họ phải tái thiết nhà Thiên Chúa ở chỗ cũ. Đây là lệnh ta ban cho các ngươi về cách đối xử với hàng kỳ mục Do Thái trong việc tái thiết nhà Thiên Chúa. Phải lấy tiền bạc của nhà vua trích từ thuế thu được ở vùng bên kia sông Euphrat mà cung cấp đầy đủ các chi phí cho những người đó, không được gián đoạn. Theo lời chỉ dẫn của các tư tế Jerusalem, những gì cần cho lễ toàn thiêu kính Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, bò tơ, chiên cừu, lúa miến, muối, rượu và dầu, ngày ngày sẽ được cung cấp cho họ, không được chảnh mảng, để họ dâng lên Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, các hy lễ làm đẹp lòng người, và cầu cho nhà vua và các hoàng tử được trường thọ. Ta còn ra lệnh, bất kỳ ai vi phạm sắc chỉ này thì phải dỡ xà gỗ nhà nó, làm cột đóng xuyên qua người nó mà dựng lên, và vì lý do ấy hãy biến nhà nó thành đống phân dơ. Chớ gì Thiên Chúa đấng đã đặt danh người ngự tại đó lật đổ bất cứ vua hay dân nào dám vi phạm sắc chỉ này mà tra tay phá hủy nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Chính ta Dario đã ban lệnh này, sắc chỉ phải được thi hành chu đáo. Bấy giờ ông Tát-nai, trưởng vùng bên kia sông Euphrat, ông Sơ-tha-bốt-nai và các đồng liêu thi hành chu đáo các chỉ thị vua Dario gửi đến. Hàng kỳ mục Do Thái tiếp tục xây cất và thành công trong việc đó, theo lời sấm của ngôn sứ Khắc-gai và của ông Zakaria con ông Ít-đô. Họ hoàn thành công việc xây cất đúng theo lệnh của Thiên Chúa Israel và lệnh của vua Kiro, vua Dario và vua Artaxata, vua Ba Tư. Nhà đó được xây xong ngày mồng 3 tháng Adar, năm thứ 6 triều vua Dario. Con cái Israel, các tư tế, các thầy Lê-vi và những người lưu đày trở về hân hoan cử hành lễ khánh thành nhà Thiên Chúa. Để khánh thành nhà Thiên Chúa, họ đã dâng 100 con bò, 200 con cừu đực, 400 con chiên và bắt 12 con dê đực, theo số các chi tộc Israel. Làm lễ tạ tội cho toàn thể Israel, họ thiết lập hàng tư tế theo các phẩm trật của họ và các thầy Lê-vi theo các cấp bậc của họ để phục vụ Thiên Chúa tại Jerusalem, như đã chép trong sách Mô-xê. Những người đi đầy trở về cử hành lễ vượt qua ngày 14 tháng thứ nhất. Các thầy Lê-vi 100 người như một đã thanh tẩy mình, tất cả đều thanh sạch nên họ đã sát tế chiên vượt qua cho những người đi đầy trở về, cho anh em của họ là các tư tế và cho chính họ. Con cái Israel đi đầy trở về đã ăn mừng lễ vượt qua cùng với những người đã dứt bỏ những điều ô uế của các dân trong xứ, để hợp với họ tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Họ hân hoan cử hành lễ bánh không men trong 7 ngày, vì Đức Chúa làm cho họ được hân hoan, khi làm cho lòng vua Át-xua nghiêng về phía họ, để họ vững tay xây nhà Thiên Chúa của Israel. Sách Ezra chương 7,
câu 1 đến câu 28. Sau những biến cố đó, dưới triều Artaxata, vua Ba Tư, có ông Ezra, con cháu của Seraza, con của Azakza, con của Khinkiza, con của Salum, con của Sadoc, con của Akitub, con của Amakza, con của Azakza, con của Merazot, con của Zerakza, con của Uzi, con của Bukki, con của Avisua, con của Pinchat, con của Elaza, con của thượng tế Aharon. Chính ông Ezra này đã từ Babylon lên, ông là một kinh sư thông luật Mô-xê mà Đức Chúa Thiên Chúa của Israel đã ban. Vì bàn tay Đức Chúa Thiên Chúa của ông che chở ông, nên tất cả những gì ông xin vua đều ban cho. Con cái Israel, các tư tế, các thầy Lê-vi, các ca viên, những người giữ cửa, những người phục vụ đền thờ lên Jerusalem vào năm thứ bảy đời vua Artaxata. Ông tới Jerusalem vào tháng thứ năm, năm thứ bảy của triều vua. Quả thế, ông đã ấn định ngày rời Babylon để đi lên đó vào mùng một tháng thứ nhất, và tới Jerusalem vào ngày mùng một tháng thứ năm. Có bàn tay nhân lành Thiên Chúa của ông che chở ông. Quả thật, ông Ezra đã chú tâm tìm hiểu kỹ càng lề luật của Đức Chúa, thực hành luật đó và dạy cho dân Israel biết những thánh chỉ và quyết định. Đây là bản sao sắc chỉ của vua Artaxata đã trao cho ông Ezra, tư tế kinh sư chuyên về các lời diễn tả mệnh lệnh và các thánh chỉ của Đức Chúa liên quan đến Israel. Artaxata, vua các vua, gửi cho tư tế Ezra, kinh sư chuyên về lề luật của Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, chúc ông vạn an. Vậy giờ đây ta ra lệnh cho bất cứ ai thuộc dân Israel, cho các tư tế và các thầy Lê-vi sống trong vương quốc của ta, muốn tình nguyện đi Jerusalem thì đều được phép đi cùng với ông. Bởi vì ông được vua và bảy vị cố vấn của vua cử đi để thị sát Giuđa và Jerusalem, chiếu theo lề luật của Thiên Chúa của ông, lề luật mà ông có trong tay. Ông cũng được cử đi để mang vàng bạc mà vua và các vị cố vấn của vua đã tự nguyện dâng cúng Thiên Chúa của Israel ngự tại cung điện người ở Jerusalem, cũng như mang tất cả vàng bạc ông sẽ tìm ra trong khắp tỉnh Babylon, cùng với những lễ vật mà dân và các tư tế sẽ tự nguyện dâng cúng cho nhà Thiên Chúa của họ tại Jerusalem. Vì thế, ông hãy cẩn thận dùng tiền bạc đó mà mua bò, chiên, cừu, cũng như các lễ phẩm và rượu tế. Ông sẽ tiến dâng các lễ vật đó trên bàn thờ của nhà Thiên Chúa của các ông ở Jerusalem. Với số vàng bạc còn dư, các ông sẽ làm những gì ông và anh em ông cho là tốt, và làm theo ý muốn của Thiên Chúa các ông thờ. Còn những đồ vật đã được trao cho ông để dùng vào việc thờ phượng trong nhà Thiên Chúa của ông, thì ông hãy đặt trước nhan Thiên Chúa ngự tại Jerusalem. Còn những đồ vật cần thiết khác cho nhà Thiên Chúa của ông, đồ vật ông có nhiệm vụ phải cung cấp, thì ông sẽ lĩnh ở kho tàng của vua mà cung cấp. Chính ta, vua Artaxata, ra lệnh cho mọi thủ quỹ vùng bên kia sông Euphrat, tất cả những gì tư tế Ezra, kinh sư chuyên về lề luật của Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, sẽ xin các ngươi, thì các ngươi phải thực hiện cho chu đáo. Các ngươi có thể cấp cho tới 3.000 ký bạc, 1.000 dạ lúa miến, 200 thùng rượu, 200 thùng dầu, còn muối thì không có hạn. Tất cả những gì là lệnh của Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, phải được nghiêm chỉnh thi hành cho nhà Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, để cơn thịnh nộ của người khỏi giáng xuống vương quốc của vua và của các hoàng tử. Ta cũng còn cho các ngươi biết là không được phép thu cống vật, thuế má, thuế thông khóa của bất cứ tư tế hay thầy Lê-vi, ca viên hay người giữ cửa và những người phục vụ đền thờ.
nói tóm lại của bất cứ người nào phục vụ nhà Thiên Chúa. Phần ông Ezra, với sự khôn ngoan của Thiên Chúa của ông, sự khôn ngoan mà ông nắm trong tay, ông hãy đặt các thẩm phán, các quan tòa để xử kiện cho toàn dân vùng bên kia sông Euphrates, cho tất cả những người biết lề luật của Thiên Chúa của ông. Còn kẻ không biết lề luật đó, các ông sẽ giúp cho họ biết. Ai không giữ lề luật của Thiên Chúa của ông và luật của vua, thì phải trừng trị thích đáng như xử tử, hoặc trục xuất, hoặc phạt tiền, hay bỏ tù. Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên chúng ta, Đấng đã ban cho Đức Vua lòng ước muốn tôn trọng nhà của Đức Chúa ở Jerusalem, và đã làm cho Đức Vua, các cố vấn và mọi quan chức quyền thế nhất của Đức Vua tỏ lòng thương yêu tôi. Còn tôi thì lên tinh thần vì bàn tay Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi che chở tôi. Tôi tập hợp một số thủ lãnh Israel lại để họ cùng đi lên với tôi. Sách Ezra chương 8 câu 1 đến câu 36. Đây là những người làm đầu các gia tộc với gia phả của họ, những người đã rời Babylon mà đi lên với tôi dưới triều vua Artaxata. Dòng dõi Pinchas có Gác-xôm, dòng dõi Ithama có Daniel, dòng dõi ông David có Khát-tút, con của Sơ-khan-gia, dòng dõi Pác-ốt có Dơ-khắc-gia, và cùng với ông có 150 đàn ông con trai được ghi vào sổ gia phả. Dòng dõi Pa-khát-mô-áp có En-dơ-hô-ê-nai, con của Dơ-rắc-gia, và cùng với ông có 200 đàn ông con trai. Dòng dõi Giác-tu có Sơ-khan-gia, con của Gia-kha-di-ên, và cùng với ông có 300 đàn ông con trai. Dòng dõi Adin có Evet, con của Jonathan, và cùng với ông có 50 đàn ông con trai. Dòng dõi Elam có Zersaza, con của Athanza, và cùng với ông có 70 đàn ông con trai. Dòng dõi Sơ-phát-gia có Zervat-gia, con của Mikhael, và cùng với ông có 80 đàn ông con trai. Dòng dõi Joab có Ovat-gia, con của Zerkien, và cùng với ông có 218 đàn ông con trai. Dòng dõi Bani có Selomit, con của Josip-gia, và cùng với ông có 160 đàn ông con trai. Dòng dõi Bevai có Zerkhak-gia, con của Bevai, và cùng với ông có 28 đàn ông con trai. Dòng dõi Atgat có Jochanan, con của Hakatan, và cùng với ông có 110 đàn ông con trai. Dòng dõi Adonikam, những người cuối cùng, đây là tên của họ: Eliphelet, Zeyen và Semaza, và cùng với họ có 60 đàn ông con trai. Dòng dõi Bích Vai có Uthai và Giác-bút, và cùng với họ có 70 đàn ông con trai. Tôi đã tập hợp họ lại bên sông chảy về Ahava, và chúng tôi đóng trại ở đó 3 ngày. Tôi để ý thì thấy có dân và các tư tế, nhưng ở đó tôi không tìm được một thầy Lê Vi nào. Bấy giờ tôi phái những người này đi: các ông Eliezer, Arien, Semaza, Ennathan, Zarib, Ennathan, Nathan, Zerkhak-gia và Mesulam, là những người thủ lãnh, cùng với các ông Jozarib và Ennathan, là những người giải thích lề luật. Tôi đã cho họ những chỉ thị liên quan đến ông Iddo, là người làm đầu ở Khasip-gia, và nhờ họ chuyển đến ông Iddo và các anh em ông, những người phục vụ đền thờ tại Khasip-gia, những lời miệng tôi muốn nói với các ông ấy, để xin đem đến cho chúng tôi những người giúp việc nhà Thiên Chúa. Vì có bàn tay nhân lành của Thiên Chúa che chở chúng tôi, họ đem đến cho chúng tôi một người khôn ngoan thuộc dòng dõi ông Mác-li, con ông Lê-vi, con ông Ít-ra-en, đó là ông Sê-rếp-gia,
cùng với các con và anh em của ông, tất cả 18 người. Thêm vào đó còn có ông Kha Sáp Gia với em ông là ông Dơ Sa Gia, thuộc dòng dõi ông Merari, cũng như các con của họ, tất cả 20 người. Ngoài ra, trong số những người phục vụ đền thờ mà vua David và các thủ lãnh đã cho để phục vụ các thầy Lê-vi, có 220 người phục vụ đền thờ. Tất cả những người này được chỉ định đích danh. Ở đó, gần bờ sông Ahava, tôi công bố lệnh ăn chay để hạ mình trước nhan Thiên Chúa chúng tôi. Hầu nài xin người cho chúng tôi đi đường bằng an cùng với con cái chúng tôi và mọi tài sản của chúng tôi. Vì tôi sẽ hổ thẹn nếu phải xin vua cấp cho một đội quân và những người kỵ mã để bảo vệ chúng tôi khỏi tay kẻ thù trong lúc đi đường. Quả vậy, chúng tôi có thưa với đức vua, bàn tay của Thiên Chúa chúng tôi che chở tất cả những ai tìm kiếm người và giáng phúc cho họ. Nhưng sức mạnh và cơn thịnh nộ của người đè nặng trên mọi kẻ lìa bỏ người. Để được như vậy, chúng tôi đã giữ chay, đã nài xin Thiên Chúa chúng tôi và người đã nhậm lời chúng tôi. Tôi chọn hai người làm đầu các tư tế, cũng như ông Sê-rếp Gia, ông Kha Sáp Gia và 10 người anh em của họ. Và tôi cân cho họ bạc vàng và những đồ vật dâng cúng vào nhà của Thiên Chúa chúng tôi. Đó là những gì Đức Vua, các vị cố vấn, các thủ lãnh và mọi người Israel có mặt ở đó đã dâng cúng. Tôi cân rồi trao vào tay họ 19.500 ký bạc, những đồ bằng bạc trị giá 3.000 ký, 3.000 ký vàng, 20 tô bằng vàng trị giá 1.000 đồng Dario, và 2 bình bằng đồng đẹp bóng loáng cũng quý như vàng. Tôi nói với họ, các ông được thánh hiến cho Đức Chúa, các đồ vật này là của thánh, bạc này vàng này là lễ vật tự nguyện dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên các ông. Các ông hãy gìn giữ cẩn thận những thứ này cho đến khi cân trước mặt những người làm đầu các tư tế và các thầy Lê-vi, trước mặt những người làm đầu các gia tộc Israel ở Jerusalem, trong các phòng của nhà Đức Chúa. Các tư tế và các thầy Lê-vi lãnh nhận bạc vàng và các đồ vật đã cân để mang đi Jerusalem, đưa vào nhà của Thiên Chúa chúng ta. Chúng tôi đã khởi hành từ sông Ahava ngày 12 tháng thứ nhất để đi Jerusalem. Bàn tay của Thiên Chúa chúng ta đã che chở chúng tôi và cho chúng tôi thoát khỏi tay kẻ thù và những cạm bẫy trên đường đi. Chúng tôi đến Jerusalem và nghỉ tại đó 3 ngày. Ngày thứ tư, bạc, vàng và các đồ vật được cân trong nhà của Thiên Chúa chúng ta và trao vào tay tư tế Meremoth, con ông Uriza. Cùng với ông còn có ông Elaza, con ông Pinchas. Ngoài các nhân vật ấy cũng có các thầy Lê-vi, Jozabad, con ông Jesua và Noadja, con ông Binui. Số và lượng đều đúng cả, tổng cộng số lượng được ghi vào sổ. Thời ấy, những người từ chốn lưu đày trở về, những người đã bị lưu đày dâng những lễ toàn thiêu lên Thiên Chúa của Israel. 12 con bò cho toàn thể Israel, 96 con cừu, 72 con chiên, 12 con dê làm lễ vật tạ tội. Tất cả trở thành lễ vật toàn thiêu dâng Đức Chúa. Rồi họ trao các sắc chỉ nhà vua cho các thủ hiến của vua và cho các trưởng vùng bên kia sông Euphrates. Các vị này đã giúp đỡ dân và giúp vào việc xây nhà Đức Chúa. Sách Ezra chương 9 câu 1 đến câu 15. Giải quyết những việc ấy xong, các người lãnh đạo đến với tôi và nói: Dân Israel, các tư tế và các thầy Lê-vi không dứt mọi liên hệ với những thói tục ghê tởm của các dân trong xứ, của người Canaan, Khét, Perizzi, Zervut, Ammon, Moab, Ai Cập và Emori.
Họ và con cái họ đã lấy con gái của chúng. Nòi giống thánh đã trà trộn với các dân trong những xứ ấy. Các người lãnh đạo, các quan chức là những người mau tay làm chuyện phản bội đó nhất. Nghe tin ấy, tôi xé áo dài trong và áo choàng ngoài. Tôi bứt tóc, bứt râu, rồi ngồi xuống sững sờ kinh ngạc. Tất cả những ai run sợ khi nghe lời của Thiên Chúa Israel thì quy tụ chung quanh tôi trước sự phản bội của những người lưu đày trở về. Còn tôi thì cứ ngồi đó sững sờ kinh ngạc cho đến giờ dâng lễ phẩm ban chiều. Vào giờ đó tôi mới ra khỏi cơn sầu khổ, trỗi dậy. Áo dài trong, áo choàng ngoài xé rách. Tôi quỳ gối, giơ tay lên Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi và thưa: Lạy Thiên Chúa của con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên Ngài. Lạy Thiên Chúa của con, vì tội chúng con quá nhiều đến nỗi ngập đầu ngập cổ, lỗi chúng con cứ chồng chất lên mãi tới trời. Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang. Chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và bẽ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay. Và bây giờ chỉ mới đây, Đức Chúa Thiên Chúa chúng con ban cho chúng con ân huệ này là để lại cho chúng con một số người sống sót và cho chúng con được một chỗ ở vững chắc trong nơi thánh của Ngài. Như thế Thiên Chúa chúng con đã tỏa ánh sáng, làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời và làm cho chúng con được hồi sinh đôi chút trong cảnh nô lệ. Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó. Ngài đã làm cho các vua Ba Tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi nhà đã hoang tàn và xây lại tường thành tại Jerusalem ở Juda. Và giờ đây lạy Thiên Chúa chúng con biết nói gì sau cớ sự này, vì chúng con đã không tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Ngài đã dùng các tôi trung của Ngài là các ngôn sứ mà truyền dạy rằng: Đất mà các ngươi sắp vào chiếm hữu là đất đã ra nhơ nhớp, vì những sự nhơ nhớp của các dân trong những xứ ấy, vì những thói tục ghê tởm họ đã làm cho tràn lan khắp nơi khắp chốn bằng sự ô uế của họ. Và giờ đây các ngươi đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng, và đừng cưới con gái chúng cho con trai các ngươi. Các ngươi đừng bao giờ mưu cầu bình an và hạnh phúc cho chúng. Như thế các ngươi sẽ được mạnh sức, được hưởng dùng của cải trong xứ và trối lại cho con cái các ngươi làm gia tài mãi mãi. Sau khi mọi điều ấy xảy ra cho chúng con vì các việc xấu và lỗi nặng của chúng con, mặc dầu Ngài, lạy Thiên Chúa chúng con, Ngài đã giảm nhẹ tội ác của chúng con và đã để lại cho chúng con số người sống sót này. Lẽ nào chúng con lại còn vi phạm mệnh lệnh của Ngài và kết nghĩa thông gia với các dân làm những điều ghê tởm như thế? Chẳng lẽ Ngài lại không nổi cơn thịnh nộ với chúng con và hủy diệt chúng con, không để một người sống sót hay thoát nạn sao? Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, Ngài là đấng công chính, nên chúng con mới được thoát nạn và sống sót như ngày hôm nay. Này, chúng con đang ở trước nhan Ngài, mang trong mình lỗi lầm của chúng con. Mặc dầu trong tình trạng đó, không ai có thể đứng vững trước nhan Ngài. Sách Ezra chương 10 câu 1 đến câu 44. Trong khi ông Ezra khóc lóc và phủ phục trước nhà Thiên Chúa mà cầu nguyện và thú nhận tội lỗi, thì một cộng đoàn đông đảo người Israel, đàn ông, đàn bà và trẻ con, tụ họp lại chung quanh ông, dân chúng khóc lóc thảm thiết. Ông Sơ Khan Gia, con ông Dơ Khiên thuộc dòng dõi Elam,
nói với ông Ezra: "Chúng tôi đã phản bội Thiên Chúa chúng tôi khi cưới vợ người ngoại thuộc các dân trong xứ, nhưng giờ đây, mặc dầu thế, vẫn còn hy vọng cho Israel. Vậy giờ đây, chúng ta hãy cam kết với Thiên Chúa chúng ta là sẽ đuổi tất cả những người vợ ấy với con cái họ, theo lời khuyên của Ngài và của những ai có lòng kính sợ mệnh lệnh của Thiên Chúa chúng ta, cứ theo lề luật mà làm. Xin ông trỗi dậy, vì đây là việc của ông. Nhưng chúng tôi sẽ ở bên ông cứ can đảm và hành động đi." Bấy giờ, ông Ezra trỗi dậy và bắt các thủ lãnh của hàng tư tế và của các thầy Lê Vi cũng như toàn thể Israel phải thề là sẽ làm như đã nói, và họ đã thề. Ông Ezra trỗi dậy, rồi từ phía trước nhà Thiên Chúa đi tới phòng ông Jehohanan, con ông Eliashib. Ông Ezra đi tới đó, không ăn bánh cũng chẳng uống nước, vì ông quá buồn phiền về tội phản bội của những người lưu đày trở về. Người ta ra thông cáo này tại Jerusalem ở Juda: "Mọi người lưu đày trở về phải tập họp ở Jerusalem. Nội trong 3 ngày ai không đến thì chiếu theo quyết định của các thủ lãnh và kỳ mục, tất cả tài sản sẽ bị biệt hiến và bản thân sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng những người lưu đày trở về. Mọi người Juda và Benjamin đều tập họp ở Jerusalem vào ngày thứ 3, đó là ngày 20 tháng 9. Toàn dân ngồi ở quảng trường nhà Thiên Chúa, run sợ vì sự việc đã xảy ra và vì trời mưa tầm tã. Bấy giờ tư tế Ezra đứng dậy và nói với họ: "Anh em đã phản bội khi cưới vợ người ngoại và như thế làm tăng thêm tội lỗi của Israel. Nhưng bây giờ anh em hãy suy tôn Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, và hãy thi hành ý muốn của Người. Hãy dứt mọi liên hệ với dân trong xứ và các người vợ ngoại." Toàn thể đại hội lớn tiếng đáp: "Vâng, chúng tôi phải làm như ông đã nói. Nhưng dân thì đông, lại đang mùa mưa, nên không thể đứng ngoài trời. Và việc này không phải là chuyện ngày một ngày hai, vì trong vụ này rất đông người chúng tôi đã phạm tội. Vậy xin hàng thủ lãnh chúng tôi ở lại thay cho đại hội. Trong các thành của chúng tôi, tất cả những ai đã cưới vợ người ngoại thì sẽ đến vào thời đã quy định, cùng với các kỳ mục và thẩm phán của mỗi thành, cho đến khi Thiên Chúa rút lại cơn thịnh nộ người giáng xuống chúng tôi vì vụ này." Chỉ có ông Jonathan, con ông Asahel, và ông Zachzerza, con ông Tikva, chống lại giải pháp đó, và được ông Mesulam cùng thầy Levi sắp thai ủng hộ. Nhưng các người lưu đày trở về cứ làm như đã đề nghị. Tư tế Ezra chọn những người làm đầu các gia tộc, tùy theo số các gia tộc, tất cả đều được chỉ định đích danh. Ngày mùng 1 tháng 10 họ ngồi lại để cứu xét vấn đề. Tới ngày mùng 1 tháng thứ nhất, họ mới giải quyết xong vấn đề của tất cả những người đã lấy vợ người ngoài. Người ta tìm thấy trong hàng tư tế những người sau đây đã lấy vợ người ngoài. Trong số con cái ông Jesua, con của Josadak, và trong số anh em của ông có Maaseja, Eliezer, Zarib và Gerdanja. Họ cam đoan sẽ lấy vợ và dâng một con cừu đực để làm lễ đền tội. Trong số con cái ông Ime có Khanani và Zervatja. Trong số con cái ông Kharim có Maaseja, Eliza, Sermaja, Zerhien và Utziza. Trong số con cái ông Pát-khua có Enzoenai, Maaseja, Zitmaen, Nathanen, Jozavat và Enasa. Trong số các thầy Lê-vi có Jozavat, Sim-i, Kê-la-za tức là Cơ-li-ta, Pơ-thác-za, Zê-hu-đa và Eli-e-ze. Trong số các ca viên có En-gia-síp,
Trong số những người giữ cửa có Salum, Telem và Uri. Giữa những người Israel, trong số con cái ông Pakod có Ramza, Zizza, Mankiza, Mizamin, Elaza, Mankiza và Bernaza. Trong số con cái ông Elam có Mattanza, Zerkhakza, Zerkhien, Abdi, Zeremot và Eliza. Trong số con cái ông Zattu có Enzoenai, Enzasip, Mattanza, Zeremot, Javad và Aziza. Trong số con cái ông Bevai có Zerhokhanan, Khananza, Zabbai và Atlai. Trong số con cái ông Bani có Mersulam, Maluk, Adaza, Jasuk, Sơ-an và Zeramot. Trong số con cái ông Pa-khát Moab có Adna, Cơ-lan, Bernaza, Ma-a-se-za, Mattanza, Bersan-en, Bin-nui và Mơ-na-se. Trong số con cái ông Harim có Eliezer, Zitsiza, Mankiza, Sermaza, Simeon, Benjamin, Maluk, Sermatza. Trong số con cái ông Khasum có Matternai, Mattatta, Zavat, Eliphelet, Jeremai, Menase, Simi. Trong số con cái ông Bani có Maadai, Amram, Uen, Bernaza, Betza, Keluhi, Vanza, Meremot, Enjasip, Mattanza, Mattenai, Jaasai. Trong số con cái ông Binnui có Simi, Selemza, Nathan, Adaza. Trong số con cái ông Zakkai có Sasai, Sarai, Azak-en, Salemzahu, Semakza, Salum, Amakza, Joseph. Trong số con cái ông Nervo có Zeien, Matitza, Zavat, Zervina, Zaddai, Zoen và Bernaza. Tất cả những người này đã lấy vợ người ngoại, họ đã lấy vợ và từ con